Với quyết tâm thực hiện mục tiêu kép theo phương châm vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế, đảm bảo hoạt động hiệu quả trong trạng thái bình thường mới của chính phủ, toàn thể cán bộ công nhân viên EVN-NPC đã nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, đồng thời hướng tới mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 ở mức cao nhất. Trong các kết quả đạt được của EVN-NPC năm 2021 vừa qua, trước hết phải kể đến sản lượng điện thương phẩm vẫn duy trì được mức tăng trưởng tốt và cao nhất trong năm tổng công ty phân phối, đạt gần 82 tỷ kWh, tăng trưởng hơn 9,3% so với năm 2020, hoàn thành vượt kế hoạch năm 2021 EVN giao. Tổn thất điện năng là 4,54%, giảm 0,3% so với năm 2020 và giảm 0,1% so với kế hoạch được giao. Cũng trong năm qua, EVN-NPC đã triển khai khởi công 88 dự án, đạt gần 113% kế hoạch và đóng điện 86 dự án, đạt 106% kế hoạch. Đặc biệt, năm 2021, EVN-NPC đã ghi dấu ấn thành công trong chương trình chuyển đổi số với việc đưa vào vận hành chính thức các chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính kế toán, kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Mục tiêu đến cuối năm 2022 sẽ hoàn thành số hóa tất cả các quy trình nghiệp vụ còn lại để cơ bản trở thành doanh nghiệp số. Năm 2022, xác định là một năm tiếp tục khó khăn do dịch bệnh diễn biến còn hết sức phức tạp, EVN-NPC đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh dựa trên chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đó là thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả. Để thích ứng mọi hoàn cảnh có thể xảy ra với cách điều hành quyết liệt nhưng linh hoạt, nhằm mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022.